bản thân Lindor thôi mà bảo thằng này khôn nhỉ thì mọi người biết là nó khôn hơn Lindor đấy, mà nó là đang trẻ con nhá, đang ít tuổi đấy, chứ nó mà lên tầm của Lindor rồi thì Lindor là rồi nó sư phụ khôn lắm, quá bản à, khôn lắm. Thì người chú Linh chọn thì phải là giỏi rồi, phải là nhất rồi thì mới chọn Lôi như thế chứ, đúng không mọi người? Lôi là một tài năng. À, mình vẫn nhớ một câu của anh Hòa mà, thằng này á, to lên á, một là tướng, hai là cướp. Đừng có đùa, một là tướng, hai là cướp, học anh tốt, có điều kiện thì là tướng, còn không phải học hành tốt, không có điều kiện thì là cướp. Ui ôi, tầm này mà lúc nào lớn lên mà thành cướp thì không khéo thì các chú cũng đi, các chú ở đây cũng đi. Thật khôn, ông khôn lắm. Ông này mà thành kiểu tướng cướp ấy mọi người, nói vui vui thôi nha. Nếu mà tướng cướp ấy, ui trời ơi, mưu hèn kế bẩn đó. Ông này có đủ, có đầy đủ, không phải là không có đâu. Ui xời. Bản Jo cũng khôn mà, đúng rồi, Jo không, Jo thì chưa khôn, làm gì đã biết cái gì đâu mà khôn mọi người. Khôn là sao ạ? Khôn là biết cách nói chuyện các kiểu, ứng xử các kiểu thì mới gọi là khôn. Còn như Jo thì mới biết tí ngoại ngữ thôi, làm gì đã nói chuyện được đâu mà khôn. Chỉ là biết cái ngôn ngữ của Jo ấy thì có thể là sẽ sau sẽ học tốt đấy. Chưa ấy được đâu, chưa khôn được đâu. Bên Sope 75 follow, có phải là sản phẩm đang bán không à? Cái Sope của mình bao nhiêu follow Đức Anh nhỉ? Còn 32 chút nữa anh chị em ơi, còn 32 chút cuối cùng nữa. Có tổng là 5 màu nhá, 5 màu. À 3 màu, 3 màu 5 size. Ok, còn 32 chút nữa với giá là bao nhiêu? Đúng rồi mọi người ơi, 75 follow, ca follow là bên kia đấy. Bên kia đúng rồi đấy. Bên sụp gì đấy, là đúng rồi đấy. Còn 311k thôi, cho một mẫu áo polo như này mà free ship nha anh chị em ơi. Có giao bên Nhật không anh? Hiện tại bên Nhật có hàng không được anh? 430, chỉ còn 311k thôi. Lôi lại anh ngồi tí. Ngồi tí là diễn hài tí nhá. Đây, nói về điều khôn của Lôi ấy thì phải là cách ứng xử, nói chuyện các kiểu với người lớn với gì, nó ranh đến như nào thì mới phải là khôn. Chứ còn Joe thì mới ok, chào các bạn nhá. Đấy, thì mới chưa biết được là khôn hay không. Nhưng mà bánh Lôi không cho Joe à? À mà sắp tới về Việt Nam nhá. Lôi về Việt Nam, Lôi có nhớ mẹ không? Hả? Nó to lên. Nói nhìn con kia, nhìn Trung Linh làm cái gì? Rồi con nhớ. Nhớ. Có là trò nào? Nhớ. Nhớ. Có khóc không này? Không. Hả? Thế nhớ mẹ thôi, ở đây đi, đừng có... Không. Hả? Nhớ mẹ mà, đừng có xa mẹ. Là con nhớ mẹ. Đấy, như này mới gọi là khôn nè. Như này mới gọi là khôn các bạn này. Đấy. Cách ứng xử, cách nói chuyện với người lớn như này mới gọi là khôn này. Giờ nó lật kèo còn hơn là bánh tráng này, đùa đâu. Rồi, còn 5 chút cuối cùng thôi. Nhanh tay em vào giỏ hàng đấy cả nhà mình ơi. Nhanh tay em vào giỏ hàng. 5 4 3 2 1 Ghi Hết Vô bảy này. Hết, không phải là ghim. Hết. Rồi, ok. Rồi, ngồi đây, đi đâu đây? Hình như là hết rồi, ok. Đấy, hết luôn. Ông cháu khôn nè, ôi ơi, đợi tí là mình hỏi cho mọi người biết cái đồ khôn và cái đồ ranh ma của Lôi con như thế nào nhá. Đến các chú mà còn đau đầu ấy, nó khôn quá ấy mọi người. Thành ra là các chú cũng ngơ mà, cũng ngơ ngác ấy. Không ngờ thằng này nó khôn thế. Khôn lắm. Nó như Lindor đó, thằng ấy khôn nhỉ. Đấy, như Lindor mà đang bảo thằng này khôn nhỉ. Diễn viên đấy, đừng có đùa.
lên quần nâu, ok lên quần nâu nha. Hiện tại đang mang sơ mi trắng, sơ mi này thì lên quần nâu cho mọi người luôn nha. Ok nha mọi người, lên quần nâu nha. Rồi lên 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 quần nâu, đang mang cái polo này thì lên cho mọi người quần nâu luôn này. Quần nâu đây, cho em hỏi quần đây mọi người nha. Lôi ơi, Lôi, dọn hết cái này đi này. Lôi vứt lung tung này, Lôi vứt lung tung quần áo kìa. Đây. Làm đến đâu dọn đến đâu cho gọn đi. Đây này, dép này, cái này này. Đây, dép này, sa cù này. Ui sợi. Đây đây đây, những ai mà cần mã quần nâu thì comment chữ quần nâu lên cho em nào, để em xin cho mọi người cái voucher giá cực kỳ tốt cho ngày hôm nay luôn. Em mang cái quần nâu này vào nha. Đây quần nâu đây, có Quality Store đây nha mọi người. Cái mã Quality Store đây nhá. Đây Quality Store này. Đây bên quần bọn em tự thiết kế luôn nha mọi người. Tự thiết kế cực kỳ đẹp luôn, mẫu mã cực kỳ đẹp nhá. Quần nâu, mọi người lên cho em cái chữ quần nâu đi. Em lên mẫu cho mọi người nhá. Mang cực kỳ đẹp luôn. Lôi anh này ngồi tí này không sập like này. Ngồi đây này. Này này. Đây đây đi, lại ngồi nói chuyện với các bạn đi. Để chú ý ấy nào like không, bán làm sao mà. Ở bên làm gì đi? Dạ. Dạ thật rồi à. Quá. Anh cứ để là nấu. Chúng ta bay đi vào sân bay. Vào sân bay cho mình đi. Trước là đi về sau. À, chúng ta xong rồi đi về. Rồi đi về xong. Rồi đi về xong. Rồi đi về xong. Chúng ta đi về trước. Đi về xong có con lẹ. À, về xong có. Xong có con gọi. Về trước có. Ở sân bay. Ở sân bay. Đây quần nâu cho anh chị em đây. Ngồi ngồi. Đây quần nâu đây nha mọi người ơi. Đây. Cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Mình về thì mình cũng hay mang quần nâu lắm. Và cái mấy quần nâu này mình thích mang này. Mình thích mang lắm. Mang kiểu nó dễ chịu ấy mọi người. Dễ chịu, quần bò kiểu nóng lắm. Mình về Việt Nam là mình thường là sẽ mang quần nâu nhiều hơn. Rồi đúng 50 suit thôi, 500k là giá gốc. Size L mặc size gì? À Linh á, Linh mang size gì? Ôi giời, tưởng L mang size gì. Linh ơi, em mang size M chị ơi. Em mang 1m70, em mang size M, 63kg. 50 suit giá gốc của nó là 500k. Thì bây giờ nay còn 405k để cho mọi người nha. 405k. 5. Đi rồi. 5. 4. Vào đây. 5. 5. 3. Rồi, giờ đến rồi đấy. Đến rồi đấy, đến rồi đấy. Đến rồi đấy. 5. 5 5 3